Hello, chào anh em đã quay trở lại với video mới nhất của công ty Anh Minh Tú Hiền. Hôm nay em đang còn có mặt trên cánh đồng để quay video thực tế về dàn cày, bốn lưới úp đất cày trên đồng ruộng nó nhiều cỏ như thế nào. Anh em cùng xem để chiêm ngưỡng dàn cày úp đất nó hoạt động như thế nào. Về cơ bản thì dàn này cày cũng khá là ok anh em, cỏ nó úp hết. Không có chuyện bật cày hay là nội cày gì hết đâu anh em. Bước vào đường cày tiếp theo thì cỏ úp đất đều, không có chuyện lõi hay là gì đâu. Anh em có thể chiêm ngưỡng là cái xá cày lên khá là nhỏ, không có chuyện nó lên đận to. Anh chủ lái máy đây thì là cũng chạy không cày úp vào mà là cày úp ra. Khi họ đi cày cỏ cày như thế này thì nó sẽ đỡ mắc cỏ hơn. Nói chung thì cái này không ảnh hưởng gì hết. Anh em cùng xem này, dàn cày khi bước vào đường cày tiếp theo thì chỉ cần đặt xuống là nó sẽ ăn ngay. Không cần phải là phải dừng lại để cho nó ăn rồi mới chạy đi. Đường cày úp rất đều, không có chuyện lõi đất đâu, cỏ úp hết. Em cày cũng khá là sâu đấy. Nói chung thì dàn cày này đang còn cày là 20 cm, đủ sâu. Anh em, đây là video thực tế nhìn từ phía trước lại. Đất cày thì khá là đều đẹp, anh em có thể xem để chiêm ngưỡng nó như thế nào. Thì khá là úp đều đẹp này, ruộng bằng phẳng. Đây là sau khi em đã cày xong rồi thì là quay cho anh em coi này, đường cày khá là tơi, đất không có chuyện là đận cứng đâu, cọ úp hết 100% luôn, không có chuyện nội cọ nữa. Về video thực tế thì là đây cho anh em coi, nhớ anh em đã hỏi em cọ thì lúc trước khi cày thì cọ nó tốt như thế này, ruộng này người ta đã bỏ hoang rồi. Em trách cày thử với mục đích là để cho anh em coi này, cỏ nó lút hết chân luôn, không nhìn rõ cái chân của mình nữa đâu. Anh em nào có nhu cầu mua cày thì liên hệ em nhé.